cụ thể hóa việc học tập và làm theo lời Bác để có thêm nguồn lực trợ giúp những địa chỉ khó khăn trên địa bàn. Năm 2017, Hội Chữ thập đỏ thành phố Lào Cai đã triển khai thực hiện mô hình xây dựng hòm quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác. Sau 3 năm triển khai thực hiện, mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần lan tỏa tinh thần tiết kiệm và yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi. Bản thân mang trọng bệnh, không có nghề nghiệp và hiện đang phải sống nhờ trong căn nhà tạm của một người họ hàng. Thời gian qua, chị Phạm Thị Loan ở tổ dân phố số 2 phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ kịp thời từ chính quyền địa phương, Hội Chữ thập đỏ phường. Hoàn cảnh cũng khó khăn quá thì bố cháu lại mất rồi. Thì hoàn cảnh thì khó khăn thì người ta cũng giúp đỡ mình gạo mắm muối, rồi là mì chính mắm muối thì tiền nong thì mình cũng cảm ơn địa phương với lại ban ngành đến toàn thể. Để có nguồn lực giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn như chị Phạm Thị Loan vừa phản ánh ở trên, Hội Chữ thập đỏ phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai đã phát động phong trào thi đua tiết kiệm làm theo lời Bác trong toàn thể cán bộ hội viên đang công tác tại phường. Đồng thời thực hiện đặt hòm quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác tại phòng một cửa Ủy ban nhân dân phường. Hòm quỹ đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng của các tổ chức cá nhân khi đến thực hiện giao dịch. Số tiền thu được từ hòm quỹ được quản lý sử dụng công khai minh bạch. Mỗi khi đến phường giao dịch thì nhiều hay ít thì chúng ta thả đến một vài nghìn thì nhiều nhỏ góp lại thành to thì giúp đỡ những người nghèo thì tôi thấy là đúng. Đấy, vì tôi cũng chẳng giàu có gì nhưng mà tôi đi đến đâu tôi thấy những hòm từ thiện này, thấy những người nghèo khó ngoài đường tôi lúc nào tôi cũng giúp. Đấy, tôi làm từ thiện cho dù không phải cho mình nhưng mà cho con cháu mình sau này và cho tất cả mọi người. Ở hòm quỹ tiết kiệm cũng phát huy được. Nhân dân đến giao dịch thì cũng ủng hộ vào hòm tiết kiệm và cán bộ thì hàng tháng thì cũng tiết kiệm một ít nhỏ của đồng tiền lương của cán bộ của phường để ủng hộ vào cái hòm tiết kiệm thì một năm thì cũng được từ 3 đến 4 triệu trên một hòm phiếu, một hòm tiết kiệm thì cái hòm tiết kiệm này thì rất là phát huy có hiệu quả. Sau đó là chúng tôi cùng với lại trích của quỹ nhân đạo của phường Hội Chữ thập đỏ đến thăm hỏi các hộ khó khăn, các hộ gặp tai nạn rủi ro và bị bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ đột xuất mỗi hộ 1 triệu đồng. Cùng với hòm quỹ tiết kiệm đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Duyên Hải, hiện trên địa bàn thành phố Lào Cai có 132 hòm quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác đặt tại bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân các xã phường và các địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, các hòm quỹ này luôn nhận được sự hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân. Tích tiểu thành đại, từ các hòm quỹ, trong 3 năm qua đã có trên 700 triệu đồng được dành hỗ trợ cho trên 1.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Trong thời gian tới này thì chúng tôi cũng tiếp tục vận động, tuyên truyền cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia cái việc học tập và làm theo Bác gắn với lại các cái chức năng nhiệm vụ của hội. Và chúng tôi đồng thời, chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo cơ sở là tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền nhân rộng cái mô hình cái hòm quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác để đảm bảo theo đúng cái sát với tình hình thực tế ở tại đơn vị. Và một cái nội dung nữa mà tôi nghĩ là rất là quan trọng là chúng tôi sẽ phải đa dạng cái hình thức để hỗ trợ các cái đối tượng khó khăn. Từ cái việc là trợ giúp bằng những cái món quà ra thì chúng tôi sẽ tăng cường cái việc sửa chữa, làm nhà và đặc biệt là giúp cho nhân dân có một cái vốn phát triển kinh tế để làm sao mà phát triển bền vững, để thoát nghèo bền vững. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó, hy vọng thời gian tới, mô hình hòm quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác do Hội Chữ thập đỏ thành phố Lào Cai phát động sẽ tiếp tục được duy trì và nhân rộng để có ngày càng nhiều hơn nữa những địa chỉ khó khăn được quan tâm giúp đỡ. Từ đó góp phần lan tỏa tinh thần tiết kiệm, sẻ chia và yêu thương trong cộng đồng, đúng với lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu.